Chào mừng quý vị với nhà đẹp Nam Thành Đô. Hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn căn nhà 2 tầng có phong cách hiện đại của gia đình thầy Hải ở Nam Đàn, Nghệ An. Trước khi tìm hiểu căn nhà, mời các bạn tham quan qua kênh YouTube và trang web của chúng tôi. Tại đây, chúng tôi có rất nhiều mẫu nhà, từ nhà vườn đến nhà hiện đại, tân cổ đến nhà ở kết hợp với kinh doanh. Các bạn đừng quên bấm theo dõi và đăng ký kênh để được xem những video mới nhất nhé. Trước khi thiết kế căn nhà, đội ngũ kiến trúc sư chúng tôi phải đến đo đạc, khảo sát, đo phong thủy, hợp với gia chủ. Mọi khâu chuẩn bị rất kỹ càng, hợp lý và tiến hành ký kết hợp đồng. Sau khi ký hợp đồng thì kiến trúc sư sẽ tiến hành thiết kế theo mong muốn của chủ nhà và tiến hành bàn giao hồ sơ đúng hẹn trong hợp đồng. Hình ảnh các bạn đang hình ảnh chúng tôi phát thảo lên cho gia đình thầy Hải Nam Đàn. Nhìn tổng quan, căn nhà được thiết kế khá độc đáo và hiện đại, với màu sắc căn nhà chủ đạo là màu trắng kết hợp với hệ thống mái Nhật giúp cho căn nhà năng động, trẻ trung, độc đáo và hiện đại. Hệ thống mái Nhật được đánh giá cao bởi hệ thống mái độc đáo và phù hợp với điều kiện thời tiết của nước ta. Ngôi nhà tạo dựng bởi kiểu mái nhà này sẽ đem lại không gian sống ấm cúng, hài hòa từ giá trị thẩm mỹ ngoại thất cho tới cách thiết kế đồng bộ với nội thất trong nhà. Sự kết hợp hài hòa giữa tổng thể ngôi nhà và cổng chính đã tạo ra cho ngôi nhà của thầy Hải sang trọng. Khi cổng chính của ngôi nhà được chúng tôi sử dụng là cổng sắt sơn tĩnh điện rất là bắt mắt, bền đẹp theo thời gian. Cổng chính được thiết kế hai trụ lớn, rất vững chãi, kết hợp với hệ thống bờ rào là những thanh sắt sơn tĩnh điện trông rất hiện đại. Hệ thống cửa sổ được chúng tôi được sử dụng hệ thống cửa kính túi nâu, giúp bền đẹp theo thời gian, giảm chi phí khi xây dựng, điều hòa không khí tốt hơn, cũng như là tuổi thọ của cửa nhôm kính là cao. Hệ thống sân được chúng tôi thiết kế sử dụng gạch chống trơn trượt, rất vệ sinh. Bậc thềm và tam cấp được chúng tôi sử dụng đá granite màu đen, rất hiện đại và bắt mắt. Mặt tiền bên phải nhà được ốp gỗ nhựa ngoài trời, làm cho ngôi nhà trở nên đẹp hơn, tăng điểm nhấn cho ngôi nhà. Sân mái được đổ bằng bê tông với hai trụ chính làm trụ, giúp ngôi nhà được thoáng mát hơn và tận dụng được khu vực mái bằng, giúp gia chủ thư giãn với không gian tầng trên. Hệ thống lan can tầng 2 được chúng tôi bố trí lan can sắt, được sơn tĩnh điện, giúp công trình bền đẹp theo thời gian cũng như tạo được góc view cho ngôi nhà. Nhìn bên phải nhà bề thế, chúng tôi thiết kế thêm một cửa phụ ở tầng 1 giúp sinh hoạt của gia đình được thuận tiện hơn. Chúng tôi cũng không quên thiết kế thêm những chậu hoa và khu vực trồng hoa để căn nhà được hòa nhập được với thiên nhiên. Hệ thống ánh sáng cũng được chúng tôi thiết kế tối đa, hệ thống ánh sáng lung linh, huyền ảo, giúp ngôi nhà trở nên sang trọng hơn. Bây giờ, xin mời mọi người đến với phần công năng của ngôi nhà này nhé. Căn nhà được tọa lạc trên diện tích 7,5m nhân với 13,6m. Tầng 1 được bố trí một phòng khách, hai phòng ngủ, một bếp ăn, một nhà kho, một nhà vệ sinh và phòng tắm xông hơi. Phòng khách căn nhà có diện tích 21m2, chúng tôi bố trí thêm một bộ sofa, kệ tivi là nơi gia đình gặp nhau, thư giãn mỗi ngày. Vào trong là phòng bếp, có diện tích 21m2, ở đây chúng tôi cũng bố trí hệ bếp chữ L, rất hiện đại và phù hợp với diện tích. Phòng ngủ 1 có diện tích 12,3m2, phòng ngủ 2 có diện tích 13m2, phòng ngủ được chúng tôi bố trí đủ giường ngủ, kệ tivi. Phòng ngủ 2 chúng tôi bố trí 2 giường ngủ nhỏ, theo mong muốn của chủ nhà. Phía sau là khu vực nhà vệ sinh, nhà tắm, xông hơi, sân rửa cũng được bố trí khá là hài hòa và hợp lý. Lên tầng 2, căn nhà được bố trí một phòng thờ, một phòng ngủ, khu vực dậy nhảy, hai ban công, khu vực nhà vệ sinh và sân phơi. Phòng thờ có diện tích 7,8m2, phòng ngủ có diện tích 12,8m2 và phòng dậy nhảy 12,5m2. Nhìn chung căn nhà được bố trí công năng rất hợp lý, phù hợp với mong muốn của chủ nhà. Vừa rồi là chúng ta đã tìm hiểu căn nhà thầy Hải Nam Đàn. Mọi người hãy liên hệ với Nam Thành Đô theo số hotline 0972996865 để chúng tôi kiến tạo ngôi nhà mơ ước cho bạn nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.